Xin chào mọi người, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án nhận token Shopify nhé, Protocol. Dự án này khá là giống kiểu như là dự án Shopmon đúng không ạ? Shopmon đấy đúng không ạ? Tham gia dự án này mọi người sẽ nhận được 100 triệu token Shopify này nhé. Và mỗi một lượt duyệt mọi người sẽ nhận được 20 triệu token Shopify này. Ok, để tham gia dự án này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình nhé. Đầu tiên mọi người sẽ follow các trang mạng Twitter này. Ok, sau đấy join vào hai nhóm Telegram. Tham gia. Vẫn trở lại này. Rồi vào nhóm Telegram tiếp này. Em tham gia. Ngoài để ý xem nó có mã captcha không, nếu như mà có mã captcha là mọi người nhập mã captcha 9 10 11 12 13 14 14 này. Đấy. Nếu mọi người không nhập mã captcha là nó kích mọi người ra ngay nhá. Đấy, mọi người để ý nhá. Rồi. Bây giờ là restart bài đăng. Mọi người copy hashtag này cho mình này. Rồi, sao chép này. Ok. Sau đấy mở Twitter lên. Rồi. Bấm xuống thích này. Và gắn thẻ, gắn hashtag này vào nhé. Bấm xuống tweet này. Dán vào đây. Rồi, sau đấy bấm đăng lại. Rồi. Ok. Trở lại form. Bây giờ mọi người sẽ điền form thôi. Xem nhiệm vụ dưới này. Medium. LinkedIn bắt buộc. Nhiệm vụ dưới này là nhiệm vụ tùy chọn nào. Điền vào mẫu, điền vào biểu mẫu này. Ok, chỗ này là mọi người có thể follow để xem nhé, không cần nữa, mọi người không cần nữa. Đấy, không cần vào đấy. Bây giờ mọi người sẽ điền email vào cho mình. Điền email vào cho mình. Yep, username Twitter mọi người vào nhé. Link tweet mọi người sẽ vào Twitter, mọi người lấy link tweet cho mình nhé. Link bài đăng lúc nãy đó, mọi người bấm vào ba gạch hồ sơ. Đây, mọi người sẽ lấy link tweet ở đây. Bấm vào đây, sao chép link. Sao chép liên kết, ok, quay trở ra. Dán vào đây. Rồi. Username Telegram mọi người vào. Rồi. Địa chỉ ví BEP 20 mọi người lấy trên Street Wallet hoặc trên MetaMask. Mọi người thử để lấy địa chỉ ví BNB hoặc lấy địa chỉ ETH nhé. Phần referral Telegram mọi người nhập cho mình nó còng 190 nhé. Ok ạ. Rồi. Mọi người kiểm tra lại một lần nữa đã chính xác chưa. Hết rồi thì mọi người sẽ bấm gửi cho mình nhé. Bấm vào đây nhé. Bấm đây gửi cho mình nhé. Ok. Như vậy đã xong. Ok, cảm ơn mọi người xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án nhận token Shopify nhé. Đây, nhận token Shopify Protocol. Một dự án khá giống với dự án token Shopmon nhé. Đấy thì mình sẽ để link mô tả và cũng như dưới phần bình luận, có thể dưới phần bình luận cho mọi người cùng làm nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở dự án tiếp theo.
nhớ like và subscribe kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất cũng như ủng hộ mình để tạo ra nhiều video mới nhé. Tạm biệt mọi người.